Ok, hello, chào mọi người, chào mừng đến kênh của mình, mình tên mình đây. Ok, hôm nay mình sẽ tham gia một cái server SMP mới mang tên là Warren SMP. Trên server này sẽ có hơn 30 youtuber khác nhau và trong đó có những một số youtuber rất là nổi tiếng, có sự góp mặt ngay trong đây. Và chưa kể thì trong đây sẽ có thêm những cái mod khá là thú vị, như là những cái vũ khí mới, những cái tính năng mới, như là kiếm tiền hay là nhiệm vụ hay là những vũ khí mới, những khoáng sản và rất rất là nhiều thứ mới trong đây. Và tôi chờ giờ đó theo chân mình tới đây nha. Và quên nữa, người tạo server này không ai khác chính là Snail. Giờ thì bắt đầu video này nào, let's go. Ok, thì điều đầu tiên vào server đó chính là mình thấy là server này nó có cái phần tab của nó, là nó có luôn cái chữ qua đường SMP cho đó, và còn cho thêm những cái trang bị cho người mới chơi, cho bộ giáp nè, khá đầu tư đó chứ. Cái chữ đẹp này, qua đình SMP. Để chỉnh mất cái, để chỉnh mất cái, chưa chưa tới đâu mất cái. Như này ai ai trong này Mít mít nghe vô nghe vô thấy vô trả lời từ từ chứ không không nữa, trời ơi trời trời ơi đâu ơi cổ nghe quá mà lâu nghe không. nghe 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 gõ 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 Nghe đâu vậy? Là khu vừa sà Rồi xuống đây nói chuyện luôn, trên này nó dòi núi, nó cao quá khó chịu à. bao sắm phù hoa anh đào Cho nó sạc xếp hay gì không? rồi sẽ xin ngọc bình thường Ngồi cái gì? Sạc xếp hả? Hay sạc sao? Sạc xếp không cho ông ơi. rồi Sạc cái gì à. tôi nhớ tôi cấp quyền là thêm Quyền hả? đã có quyền trong Giờ mình ngồi không được, mình đứng nói chuyện luôn. đã trẻ lên có sao Đây ở đâu vậy? Quá con này hỏi nãy hết rồi. Alo. alo nghe Ông có thể tóm tắt cho tôi lại những diễn biến gần đây trong phim bò được không? Tại tôi mới vào. diễn biến gần nhất là đã có vụ đánh nhau với tem của ông Nhật đó. Nhật là ai? Nhật là Mao á, Tôi mới vào tôi không biết. không biết gì cũng rồi. Diễn biến thứ hai là server mới đánh boss xong Có boss nữa hả? đúng không, Boss nhìn như nào vậy? boss gần bãi đầu không biết nói là Không bắt đầu. từng Ông cho mặt tôi luôn ít kim cương rồi tôi sống qua ngày, cái tôi nghèo khổ, tôi đói khát. chào cái kiếm Rồi, cảm ơn. chào sống là chuyện sống phải làm Ông YouTuber mà. ok, và sau khi nói chuyện với admin một hồi thì mình đã biết được rằng là trong server này hiện tại đang có vừa mới xảy ra một trận chiến khá lớn bên nhà của video, và hiện tại trong server này đang có khá là nhiều cái mod thú vị và mình thấy là khá là hay. Như là what the fuck, chỗ này có luôn có điếu cày, súng AK, sọt gánh đủ thứ mà ảo thật đấy. Mà thôi giờ chắc là nên đi mai cày đồ rồi. Tại trong server này là mình thấy là mình chơi server FB được cũng gì đúng không ạ, mình giàu luôn luôn sau người khác, người ta là cứ tập hợp đầy đủ, người ta chia tem chia bè chia phái đủ thứ rồi, mình chỉ là người vô sao đây. Đó là lúc mà mọi người có bay căn cứ đủ thứ rồi thì ơi ơi từ 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 rồi cái điện thoại. Ơ 41. Ông ở đấy. Đây đâu vậy? Ô. Từ từ. Ông ở, ông đang ở nhà thờ. Nhà thờ Đức Mẹ Quan Âm không? Đây Ê. đâu? Đức mẹ bà mau. Đây là Đây là ở nơi họp. Mà ông là ai? trong này chết là bị. Ô, thôi.
tới với trong vụ là trong này có vụ mà kiểu nếu mà không có spawn nha thì mình chết sẽ bị respawn một cái chỗ random nào đó trong server, và nó mình khi mất cái giường á là kiểu không có chỗ spawn nữa, hoặc là mới vô mình sẽ không hề có chỗ spawn nào luôn. Cay thế nhờ, mới có đầu kia kiếm kim cương xin được qua đây mình. Chính là bản đồ chỗ ông chết đấy. Chồng Nó định hướng chỗ ông chết mà. ủa hả? Nhanh, nếu mà ông mù đường. Ê, tôi hỏi cái tôi mới Hả? vào trong này á, tôi chưa biết luật không, có hay hết chơi tôi luật được không? Đầu ê ê ông ơi, Amin, ông. ông Amin, ơi, Amin, Amin, ông ơi, Amin, Amin. ông ơi, ông ơi, alo. Gì? Tôi mới chết á, cho tôi xin này đâu, xin này đâu, xin này khi kiếm kim Còn cái gì pha ghế làm cái gì? cương được. Đi mò mới chết. Ở đây không pha ghế không? Pha đồ không? Đi mò tôi mới chết đó không, cho tôi xin lại đi không. Không, đừng có lái ghế này. Cái Này gì? nó mất hộp đây á. Ở đây hỏi gì cho tôi chơi mượn mấy ghế tôi đem về tôi xài. Cái ghế nhìn vui rồi. Ông này chế tạo mà. Lái làm cái gì? Đồ chó, đồ chế tạo, cái chọn được nào. Sao hồi lụm mấy cái ghế bị cũng bị đuổi ra khỏi nhà thờ rồi. Trời thiệt buồn luôn, đi đâu cũng bị đuổi đánh nha. Trời ơi. Ai đi mình nói vậy không có hiền đâu. Nên thôi giờ chắc là đi cày đồ tiếp nha. Bắt đầu lại từ hai bàn tay trắng. Khổ quá. À mà sẵn bên đây đang có cái tháp canh của ai nè. Nhìn cũng đẹp đó, nhìn nhiều gỗ đó, xung quanh đây ít cây cối, một gì vắng quá. Mà loại tháp canh này bổ sung gỗ tí nha. Không ai biết đâu, nhìn tháp canh nhìn nó xấu xấu, nhìn nó nát nát thì không ai biết đâu. Xin mấy cái rồi. Ai mà gọi là ích kỷ, nhỏ mọn keo kiệt lắm, mới tính dài mới lóc gỗ mà lấy. Mà đến cái nhờ trong server này có cái lệnh mà sạc bét nè, nó có mấy con bét dễ thương lắm. Chọn nào cho ta? Con này đi. Đâu bét đâu. Ui. Ôi. Nhìn cu te phết nha. Này làm được gì không? Thế là dự trữ thôi. Nè. 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 Này ngoài dễ thương ra thì nó không làm được gì hết. Với vật. Thôi thì đi đào một ít than đá xong dọn dẹp ở chỗ này thôi. Ôi chỗ này nghèo nàn, ngoài gỗ với hang cái bên có gì đâu, cái núi cái bên chứ. Đi 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 dọn dẹp chỗ khác được rồi. Ê, 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 khu ăn, ê, ê, dưới bên kia có cái làng kìa, kìa, cái làng kìa, kìa, nhìn, nhìn dòng sông băng này nhìn chiêu chiêu thế nhờ. Ôi, nhận server có mấy cái tính năng khá thú vị à. Nào, thì để qua cái lại xem thử. Tèo 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 rồi xong quá em bị lớn hết rồi. Ờ mà server như có cái mod gì làm hiệu ứng cho mấy cái nhà đồ công trình đồ trong này đẹp điên luôn. Ui, có lò nướng đồ. Ê, gia súc, đồ ăn thức ăn thức ăn dịch lắm, đang đói nữa, ngon. Thẳng có con người sắt ở đây hâm vài cục sắt chế vài món đồ. Ê, con bò bị gì vậy? Chết lúc chết cũng khủng xíu rồi, tới con người sắt thôi, thử lẹ mà. Ok luôn, bây giờ thì đi vòng vòng lướt cái làng này và rồi phắng.
À, cái gì, pháo đài băng giá, công chúa Elsa. Ê mà như trong này chắc là mọi người chắc cũng rồi luôn, hiểu luôn rồi. Rồi luôn rồi. Rồi hiểu luôn. Rồi. Cung điện này bị lút hết trơn rồi. Hồi lại có giật luôn. Không còn gì hết trơn luôn. Rồi trời. Tính ra có cái pháo đài đẹp quá trời đẹp luôn, vậy cũng có người lướt nữa. Thôi. Tiếp tục nào. Let's go. Đi không phá thôi. Ok thì sau một hồi đi mai thì không, cứ một hồi đi vòng vòng khám phá mình cũng tìm được một cái hang. Và mình đi mai ở đây mình thấy trong game này nó có khá là nhiều loại khoáng sản mới mà mình chưa thấy bao giờ. Mình cũng không biết tác dụng nó nữa, tại trong này nó không có kiểu một cái GE của nó không có kiểu cái mod gì ta, cái mod không phải là cái gì. Mod là kiểu đi khám phá kiểu cho biết công thức chế tạo á, thì như trong này trong server không có cái mod đó, nên là muốn mò mấy cái đồ cũng khó nữa, nên là bốn ngày kim cương luôn chứ sợ cái gì nữa. Trời ơi mà điểm trừ nha, hơi ít nha, rồi không có gì luôn, hơi ít nha, điểm trừ nha, điểm trừ nha. Hello. Hello. Bỏ mất được không vậy? Ai vậy? Ai vậy? Không biết hả? Ủa? Gì vậy? Tên gì đây? Có kim cương không? Cho xin miếng kim cương ha. Tá túc. À, cho lộn cho kim cương là tiện. Ồ nhìn người giàu lắm mà sao cho gì kỳ vậy? Ồ giàu 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 giàu. Tem ai đây? Tem ai? Có tem hả? Không thể mở đi đi tiếp đi đi tiếp. Bye 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 Thì là tôi có gặp một ông nào đó đi ngang qua và ổng cho tôi gọi là cho tôi một ít vật tư để sống qua ngày đó. Mà bây giờ thì việc của tôi là sẽ đi kiếm cái bay của Zio và xin một đó tham gia. Dạ đi mọi người theo chân tôi nào, nhưng mà sau video thì skip hơi nhiều nha anh em thông cảm. Tôi tiếp nè, let's go.
Ơ gì vậy? Kìa, bay quay hả? Wow, hình như này là cái bay của Dio phải rồi. Đúng là số trời muốn gì được đấy. Ôi, này chỗ ngồi chào cờ mỗi thứ 2 tuần nữa phải không? Ôi, lá cờ Việt Nam nè. Xin luôn nhá. Lấy được nè, cờ VN. Tưởng có đồ một cái gì ra ta. Này đi. Ok, chầm cục đó ra. Rồi. Ôi, ôi. Bản gì, bản đồ thế giới Việt Nam rồi. Ơi, anh em sống ở đâu trên bản đồ Việt Nam ấy nhờ? Comment dưới cho tôi biết nha. Ok, ở đây lắp lại đi, đây là rắc. Lại nhìn đứng vô giả với mấy ông này. Người không lắp gì hết trơn, trời ơi. Đâu, lắp bằng khoảng nhìn đẹp không? Đâu, để coi, tôi là tôi sống dưới này nè, đó. Nam đẹp thế nhờ. Ồ, để xem vô đây có gì trong này không? Khám phá rồi. Sau này mấy ông này nhà cũng giàu, cờ Việt Nam cầm tay. Đặt cái chú bé đi. Ô, có cái xe. Hết nguyên liệu rồi, thôi vứt rác. Để lướt coi trong này. Ui, để bỏ rác vào đây không ai biết đâu. Này bỏ rác vào chả biết đâu, không ai quan tâm đâu. Ôi, nguyên rừng trống cơ. Mình sẽ giữ được một cái giường để có gì đây 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 cho thích bọn mọi người đúng không? Đặt cái bên nhá, ngủ đây nhá, em ngủ đây nhá. À, đi tham quan rồi nè. Chỗ này chắc cái chỗ mọi người họp bàn đồ nó chuyển nhau rồi. Nướng đồ ăn lên đây, ăn đang sống ăn không nổi đâu. Đúng theo đi. Đây. Ăn táo quẹ cho nó hết đi chứ không phí ổn. Đúng không? Mọi người có đồ ăn gì với ăn cho hết, đừng phí uổng. Rồi giờ mình sẽ tham quan ở đây. Ui, nguyên một cái vườn cà rốt chà bá luôn. Ê, cái bên kia máy phàm, bên kia máy phàm, bên kia máy phàm coi. Mình đi bên kia máy phàm, mình chạy qua đó coi. Ok, cho về. À, đã đến làng ở Medin nè. Ngon. Cái nhà này một nhóm nhóm một đống lửa một cái là cháy như tro. Bay của Zio sẽ là chỗ cháy nhất hôm nay, chỗ sáng nhất server. Cái rương công nhận bỏ rác vào nhiều thiệt mấy ông này sống. Vừa bộn thế nhờ. Alo. Alo. Ôi dù sao tiền ông lại ở bay của tôi. Tôi không biết nữa, tôi đang muốn vào trong đây chơi. Ông cho tôi vào không? Tôi lúc nãy tôi nghe ông Việt bữa nói với tôi là vậy là có một người ở trong bay ông à. Tôi đang muốn xin vô đây nè, ông cho không? Ông Việt bữa ý kiến gì chưa? Gì? Ông Việt bữa có ý kiến gì chưa? Không, mày bữa đó phải để họp cái đã. Tôi không biết là gì. Sao cái nào nó dùng lệnh thì thầm vậy? Gì Cái nào nó dùng là lệnh thì sao thầm vậy? Thì thầm á. Thì MSG xong rồi ông nhập cái tên ra MSG MSG. ông gì ông mặc kệ cái chuyện mà nó không có ghi lệnh màu đỏ đi mặc kệ đi ông cứ ghi hẳn cái À. tên người ra ông giờ ông ghi ra đi À, ok, cảm ơn ông. rồi ghi tên ghi hẳn cái tên ra luôn nha hẳn cái tên ra xong rồi ghi 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 Trời. ấy Anh Văn. hello em ủa khiên đâu ra Rồi vậy tiêu chuẩn cái bạn anh thấy 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 khiên anh đẹp không thấy khiên anh đẹp không đẹp 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 em biết chế em ẩu biết chế nữa ẩu nữa em có muốn ăn thử một dao của anh không thử đi em đang đầy máu đúng không rồi ôi à, cho em test thử đao này cho em test thử đao nè anh có nè lấy cuốn đi ê để anh lấy seven sách này tạo từ cái gì đó tạo từ giấy hả giấy giấy với một miếng da thôi. ba miếng giấy với một ba miếng da ba miếng da ba miếng giấy với một miếng da Giấy làm bằng gì giấy làm từ gì mía mấy đứa mía 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 hả ok sao mà đặt ba đặt đặt thằng ba hàng ngang á à. what the fuck Chết rồi gì vậy tấn công bị tấn công.
Và ok thì video mình tới đây cũng đã dài rồi. Nếu mà thấy video này hay thì chụp một like, một share, một subscribe nhá. Đừng quên nhấn như cái chuông đăng ký để nhận video mới nhất của mình nha. Và thì nhớ đấy, đây chỉ mới tập 1 thôi. Những tập tiếp theo mình sẽ đăng trong những ngày sớm nhất. Ok, giờ thì hãy đón xem video tiếp theo của mình nhá. Đừng quên nhấn like, share, comment ý kiến mọi người về video này. Và đừng quên nhấn như cái nút subscribe kèm theo cái chuông để nhận video mới nhất của mình nha. Ok, bye bye, hẹn mọi người làm video sau.